Chúng tôi là học viên của nhà 18, hành trình văn hóa đọc vùng cao hải đảo, biên giới 2023 đến 2024. Chúng tôi cam kết: 1. Học tập suốt đời, lấy sự học làm sự nghiệp. 2. Phụng sự vô điều kiện, lấy giúp người là giúp mình. 3. Trung thực đến tận cùng, lấy hiểu mình để sửa mình. 4. Cam kết tham gia trọn vẹn hành trình.